Chào mừng đến với cửa hàng cũ. Ông ơi, ông làm gì đó? Khuôn cài cũ. Cảm ơn ạ. Tháo phần cài. Vẽ hình mặt trời. Phủ lớp sơn bóng lên. Nướng dưới ánh đèn nha. Gắn dây vào. Những dây chuyền này có chứa phép thuật đó nha. Quyển sách cổ tích về Rapunzel thu hút ánh nhìn. Chà, thú vị nhỉ. Chắc ở đó đẹp lắm ha. Kìa, dây chuyền phép thuật hả? Hay nhỉ. Hai dây chuyền xuất hiện. Sao có thể chứ? Ma thuật ư? Giữ nha. Trả lại đây nào. Wow. Oh my. Xem thử phép thuật như nào nào. Đây sẽ là chuyến phiêu lưu kỳ thú đây. Yay. Cùng chuẩn bị các chi tiết nào. Bìa cắt tông màu nâu. Mẫu cánh cửa xuất hiện. Bo gốc. Tay nắm cửa xinh xắn. Cắt một lỗ trên miếng giấy xốp nha. Phủ tường nè. Lắp cửa vào. Cùng trang trí cánh cổng bằng cây lá nha. Cánh cửa bí ẩn này sẽ dẫn đi đâu nhỉ? Chúng dẫn mình đi đâu đây? Mình không biết, nhưng chúng mình phải đi xa hơn nữa. Chà, cánh cửa kìa. Trước đây làm gì có nhỉ? Tì hí cái nào. Bên kia giấu cái gì thế nhỉ? Chà, ở đó đẹp quá à. Chúng mình đến chỗ nào thế? Chúng mình ở Maximus sao? Mình vừa mới thấy ở truyện cổ tích đó. Công chúa chắc là đang ở tòa nhà này. Chị à, chúng mình đi lên nha. Ok. Em có nghe tiếng bước chân không? Chảo, vào việc nào. Có ai ở nhà không? Chị Rapunzel, chào chị. À ha, bắt được rồi nha. Ai đó? Đừng sợ mà, chúng em được dây chuyền phép thuật dẫn đến đây. À, rõ rồi nha. Các em là người đầu tiên bước qua cánh cửa đó sao? Flynn quyết định làm sổ phác thảo. Cắt ra từng mảnh nào. Gắn khung vào. Xong. Flynn, sao rồi? Cầm lấy. Cảm ơn anh bạn nha. Sơn màu xanh. Flynn, đậy nắp lên nào. Ok. Gắn móc. Khóa. Trang trí tiếp nào. Chúng mình làm được mà. Vẽ mẫu nè. Mặt trời ở giữa. Đẹp quá. Được rồi. Gắn xiên vào ống. Flynn gấp bảng màu vào. Bộ này dành cho họa sĩ thì hết sảy. Nice. Flynn chuẩn bị bất ngờ cho Rapunzel. Đừng ti hí nha. Hú à. Cha, mình thích vẽ quá. Đáng yêu chưa nè. Lên đường nào. Rapunzel, chị sắp vẽ à? Đúng vậy, chị chịu đựng một cuộc sống bình thản rồi. Ồ, hoa héo rồi nè. Đừng lo, em sẽ hồi sinh cho. Phép thuật của Isabella được xuất chiêu rồi. Chà, bức tranh của chị được cứu rồi. Thank you. Rapunzel chỉ các cô bé vẽ. Well done. Chà, đẹp quá. Có khiếu ghê. Cảm ơn các em. Một cuộc sống thanh thản tuyệt vời. Làm cái màu đỏ nha. Tháo nắp và gọt. Thêm thanh trắng. Băng keo cá nhân. Cho mượn băng gạc nha. Ok. Quấn thành cục. Cắt phần phình ra nào.
thuốc con nhộng nhỏ nè. Ống. Nhãn iốt. Nắp cườm. Các thuốc cần thiết luôn có sẵn đây. Rapunzel đang đọc sách và Isabella đang tập tạo cây cối. Hay quá, thấy sao nào? Tắc kè trốn sau hoa. Ô không, đuôi dính vào cây xương rồng rồi kìa. Ô, tội nghiệp quá. Lại đây nào, chị băng bó cho. Tha tí iốt nè, sẽ ổn thôi mà. Pascal tin Isabella và cả hai trở thành bạn. Chia tấm cát tông này thành hình chữ nhật nha. Vẽ phần bóng, cắt phần ván, dán màu gỗ vào. Vẽ kết cấu, thêm sọc. Thêm lớp nữa nha. Gắn vào cây đàn. Chiếc đàn này mang âm hưởng ma thuật đó nha. Rapunzel đưa các bé đến lễ hội ở thành phố. Các em sẽ tìm ra những thứ mà các em thích đó nha. Chà, nhiều thứ hay quá à. Hoa kìa, xương rồng yêu thích của mình kìa. Cô giảm giá cho nha. Dạ, lấy hết ạ. Ai thích âm nhạc nào? Nào đừng ngại. Chà, thú vị ghê. Cây đàn xinh quá. Mình sẽ chơi thử. Không không, Maximus, cẩn thận. Dây chuyền ma thuật đã rơi ra. Ô không, vỡ rồi. Xin lỗi. Có chuyện gì xảy ra nào? Chị có ý này. Đi theo chị. Ok. Maximus, ghé qua chợ mua đồ nào. Lái buôn đang bán lông nhân tạo. Anh bán toàn hàng xịn thôi đó. Cảm ơn anh bạn nha. Cắt gốc bo, dán vòng và chiên ăn. Các dụng cụ ở trong hộp bút cứng cáp này muốn mất cũng khó. Chúng em cần ông giúp. Bánh quay thời gian bị hư rồi. Đây nè. Cốc, sửa được không nào? Không à. Được, thử dùng cây thông này nào. Ông đang làm gì thế nhỉ? Trà sẽ giúp được đó. Chúng cháu không về đâu. Hiu, nhớ rồi. Có dụng cụ rồi nè. Như mới luôn. Ông đã cứu chúng cháu một mạng rồi. Quấn nhựa lên đầu của búp bê nha. Nhúng khăn ăn vào keo trắng. Gắn tóc. Móc lai đang là xu hướng đó nha. Thắt bím. Dùng nụ hoa trang trí cho tóc. Quá xinh luôn. Rapunzel, tóc chị đẹp quá à. Chị có muốn thử làm tóc không? Có chứ, đồng ý liền. Isabella chải tóc cho chị. Mira nhuộm những lọn nhỏ và thắt bím. Cùng chiêm ngưỡng nào. Chà, thích quá à. Hương hoa thu hút cả bướm nữa nè. Pascal chạy qua tấm cát tông. Cắt theo viền. Chuẩn bị khuôn nha. Xây thành tường. Mạ vàng. Và gắn chân. Gắn cửa cabo vào. Lắp tay nắm. Chiếc tủ nắm giữ cả tủ đồ của công chúa luôn đó. Chiếc váy xinh thế. Nếu em muốn, chị sẽ cho em. Em thích cái nào nè? Cái này trong tủ ạ. Mira à, nhìn nè, em thích cái này lắm. Này, chị không thích hả?
Sao mà nhớ về Kaseta hoài thế? Đừng buồn mà, chúng mình sẽ về thôi. Ồ, cái vòng cổ đang đẩy mình nè. What? Cánh cổng mở ra rồi sao? Chắc là chúng mình phải đi rồi. Yeah, đi thôi. Wow, chúng mình về đến Encanto rồi nè, quê hương yêu dấu. Chọn màu nè, gắn mẫu lên nha, trộn lên, vẽ mặt trời, phủ lớp sân bóng lên nha, để dưới đèn nè. Chúng mình có cây luật xinh chưa nào? Cảm ơn nha Biku. À, mùi hoa hồng. Lỡ như tất cả chỉ là chuyện cổ tích mà mình mơ thôi thì sao? Mirabelle, trong tóc của em có gì thế? Nhìn kìa. Không thể nào, là lược của Rapunzel. Các chị em nhớ cách mà chị em cùng làm tóc và vui đùa bên nhau. Đúng là chuyến phiêu lưu khó quên. Isabella và Mirabelle đang chơi trong khu vườn. Mình là Joanne. Và mình muốn giành được trái tim của Donna Orbetta. Ít nhất cậu đã cố. Yeah, bộ đề mép này khá tuyệt. Đột nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Khói bắt đầu bốc lên. Sau đó, một người lạ với bộ trang phục thú vị xuất hiện. Xin chào người trái đất. Vũ trụ này đang gặp nguy. Các bạn là những người duy nhất có thể cứu phần còn lại của thế giới. Sao? Nhưng chúng ta không có siêu năng lực gì. Đây là những cuốn sách hướng dẫn phép thuật. Chúng sẽ giúp khôi phục cân bằng cho vũ trụ. Nên lấy màu gì đây? Cái này. Tất cả những gì ta phải làm là thiết lập một dụng cụ tạo hình tròn từ bìa cứng tráng gương. Gắn dụng cụ vào. Một dây chuyền. Sách hướng dẫn sẽ giúp đi đúng hướng. Và người ngoài hành tinh biến mất. Mình không thật sự hiểu những gì ta cần làm. Chúng ta hãy hỏi gia đình đi. Tô một tấm bìa cứng màu nâu. Sẽ dùng cặp tài liệu xanh nha. Elsa được vẽ trên cửa. Cổng bí ẩn trang trí với các góc phong cách. Đây là tay cầm. Bây giờ ta có một bức tường với khe hở bằng xốp. Cửa của chúng ta đã ở đúng vị trí. Lắp khung nha. Lớp mạ vàng đã bị mòn. Giờ bạn biết cánh cửa này đi đâu rồi chứ? Các cô gái đi loanh quanh trong nhà, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu chứ. Bỗng nhiên, một cánh cửa khác thường xuất hiện. Mình không nghĩ trước đó là ở đây. Cô chạm vào tay cầm. Ai đây? Thật kỳ lạ. Chờ đã, ngoài đó nguy hiểm lắm. Không, nhưng Isabella đã xoay núm. Ngoài cửa là phòng của Elsa. Wow, thật tuyệt mà. Hãy xem thử. Cô bước một bước và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng em gái cô. Sơn chiếc gậy chống màu trắng nha. Dựng một đầu gậy chống. Bông tuyết tuyệt vời. Hạt cườm ở các góc. Elsa thất vọng. Cô đã mất đi năng lực của mình. Cung điện đang tan ra trước mắt chúng ta. À, mình không muốn tan chảy. Chúng ta cần cứu Arendelle. Đột nhiên, những cánh cửa xuất hiện từ hư không. Chuyện gì vậy? Xin chào, xin lỗi vì đã xuất hiện đột ngột thế này. Cậu là ai? Vị cứu tinh của chúng ta. Mọi thứ đang tan chảy, mình mất năng lực. Sức mạnh băng giá không hoạt động. Đây sẽ sớm là cái hồ thay vì cung điện. Mình nghĩ mình ở đúng chỗ rồi. Người dẫn đường kỳ diệu dẫn mình đến với cậu. Ngay khi cô chạm mặt dây chuyền, một cái gậy thần hiện ra trên tay Elsa. Ồ, đúng vậy, mình có sức mạnh rồi nè. Băng, trở về. Elsa, tạo thêm tuyết đi. Được chứ.
Yay, chúng ta đã được cứu. Chiếc gậy chống này đã giúp mọi thứ. Chúng ta cần đi ra ngoài. Chúng ta có nên đi theo cậu ấy không? Mirabel bối rối. Isabella đi mất, nhưng mặt dây chuyền vẫn còn ở bên mình. Đây có phải một phần của nhiệm vụ? Hình ảnh đổi rồi. Và bên trong, mọi thứ cũng khác đi. Được rồi, mình không có gì phải sợ. Cánh cửa thần kỳ dịch chuyển Mirabel đến bãi biển. Nóng quá à. Mình đang ở đâu đây? Ôi, thật bừa bãi. Mọi người xả rác nhiều quá à. Cần làm sạch bờ biển. Tái chế nhựa thì sao ta? Cắt que. Nối các ống. Các bình dưỡng khí gần như đã sẵn sàng. Làm mặt nạ từ một vỉ thuốc nha. Hãy thêm những đường sọc và dây chun sáng bóng. Vài ngôi sao và kim tuyến. Gắn dây đai. Bước cuối cùng và đã hoàn tất rồi nè. Đây là thiết bị của cậu Mirabel. Wow. Hướng dẫn của mình đang chỉ ra biển. Hãy lặn xuống. Các sinh vật đại dương ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cậu rõ ràng không phải ở đây mà. Cậu phải đến chỗ vòm. Lối vào vương quốc dưới nước đã đóng rồi. Lấy một mẩu củi trong tổ. Cảm ơn chú chim nhỏ. Cắt cành tỏe ra. Phủ keo nóng lên nha. Sơn gỗ. Những chiếc lá nở hoa và bãi cỏ thì xanh tươi. Vương miện được bao phủ bởi hoa. Cái cây này đang có quả. Thật là rất nhiều quả. Olaf rất vui vì thời tiết lạnh giá. Bằng khắp mọi nơi. Yay! Bên ngoài mát quá đi. Mình có ý này nè. Olaf rung cây. Các cô gái bị tuyết bao phủ luôn. Cậu làm gì đó? Đùa thôi. Không có gì mọc vào mùa đông cả. Mình có thể kiếm thức ăn ở đâu? Với phép thuật của la bàn, mình có thể làm trái cây. Isabella trồng nó trong tuyết. Một cái cây thần kỳ xuất hiện. Nó ra quả quanh năm. Mùi đó rất dễ chịu. Cậu nghĩ sao? Trông mình hợp thời trang không nè, như Isabella. Nó hợp với cậu lắm á. Đã đến lúc mình phải quay lại. Mình cần giúp những thế giới khác. Tạm biệt. Bye. Nha. Cảm ơn, chúc may mắn. Tàu này có rương kho báu, nhưng nó được canh giữ bởi một con cá nguy hiểm. Nó bị mất tập trung rồi. Hãy xem nó đang giấu gì. Vỏ ốc sẽ có ích cho chiếc tẩu thần kỳ. Tháo vòng lập chuông. Bọc nó bằng chỉ vàng. Ít ngọc trai và kim tuyến lấp lánh. Công cụ này hoạt động như thế nào? Mirabel vừa mới đến. Hello. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cây đinh ba của bố bị đánh cắp. Mình là người cai trị ra sao khi không có nó? Cháu sẽ giúp bác. Ta sẽ thưởng cho cháu một cách hào phóng. Cháu có thể có bất cứ thứ gì cháu muốn. Thậm chí là nửa vương quốc. Một cái kèn, hay đó. Một nhạc cụ bình thường. Hoặc có thể là chiếc băng vàng. Chúc phúc cho các cháu trên con đường. Những cô gái dũng cảm. Các cô gái được chở đến hang động của mụ phù thủy độc ác Ursula. Bà ta chắc chắn là không tốt. Nhìn kìa, cô ấy có cây đinh ba. Thổi kèn, nhanh. Cậu có nghĩ điều này sẽ hiệu quả không? Giai điệu tuyệt đẹp khiến Ursula buồn ngủ. Mình buồn ngủ. Mình sẽ cứu một người bạn. Mình tự do rồi. Mình có cây đinh ba. Tốt lắm, đã đến lúc phải quay lại. Họ ở đâu? Bố à, chúng con đã thấy cây đinh ba. Ursula đã lấy trộm nó. Ta hạnh phúc quá. Cảm ơn con. Không khó đâu mà. Ta luôn luôn giữ lời. Lấy bảo bối ra. Cảm ơn, nhưng cháu không cần gì cả. Chỉ có chiếc kèn này như kỷ niệm thôi. Mirabel triệu hồi cánh cửa và đến vũ trụ mới. Tạm biệt. Một tấm ván xốp được chia thành nhiều phần.
mọi thứ chuyển sang màu đỏ nè. Thêm các phần của tâm. Gắn quai vào ba lô. Chiếc vali này là kim loại. Đốm bọ rùa ở khắp nơi. Marinette đang ngồi trên ghế dài và cô buồn. Có chuyện gì vậy? Mình đã đánh mất một thứ quan trọng. Ồ, thật là buồn. Đột nhiên Isabella bước ra khỏi cổng. Xin chào, cậu cần giúp đỡ không? Sao cậu biết sức mạnh của mình không còn nữa? Miranda đang thư giãn trong công viên, nhưng một tên cướp đã lấy trộm điện thoại của cô. Cứu với, tôi bị bóp méo. Cậu có nghe thấy gì không? Ồ, mình không thể bắt tội phạm nếu không có siêu năng lực. Mặt dây chuyền ma thuật này có thể giúp. Ngay khi Ladybird chạm vào mặt dây chuyền ma thuật, một chiếc ba lô xuất hiện bên cạnh nó. Thật kỳ lạ. Ồ, đôi cánh, nó có thể bay. Chà, coi chừng, tên trộm. Trong khi tên cướp đang bỏ đi, Ladybird đã bay lên từ phía sau. Bắt được rồi nha. Ăn trộm điện thoại xấu lắm. Một mảnh bìa cứng và một vài chiếc ghim. Tạo điều khiển từ xa. Giờ chúng ta có màu sắc tự nhiên. Rất kim tuyến nha. Thời tiết xấu, sấm sét đã được thay thế bằng cầu vồng. Thêm các nút nha. Vanellope thư giãn trong Sweet Fast and the Furious. Mirabelle ở ngay đó. Ai ở đây? Cậu cần giúp đỡ à? Chúng mình có một thế giới đồ ngọt tuyệt vời. Cậu có muốn thử một số không nè? Thoải mái đi. Mirabelle nhổ một viên marshmallow trên cây. Rất tốt. Nó thế này ở khắp mọi nơi. Sau đó đột nhiên marshmallow biến thành tỏi. Nó đáng ra không phải thế này nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi. Chuyện gì vậy? Ralph, cậu ấy thế nào? Chào đã, mặt dây chuyền sẽ giúp chúng ta. Với sự trợ giúp của phép thuật, Mirabelle đã tạo ra máy dịch chuyển. Giờ chúng ta có thể lên đường. Chúng ta cần nửa hình cầu. Sơn màu đen. Đây là hộp đen. Lấy dây ra khỏi tai nghe. Khối xốp biến thành bảng điều khiển. Thêm các nút và kết nối với mũ bảo hiểm. Hãy cùng tìm hiểu xem tội phạm đang nghĩ gì nha. Các cô gái đưa tên cướp đến đồn cảnh sát. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? Chúng ta đã bắt được tên tội phạm. Anh ta đang cố ăn cắp túi của người khác. Đây là bằng chứng. Đúng lúc, chiếc mũ bảo hiểm đọc được suy nghĩ sẽ giúp chúng ta thấy được điều gì đã xảy ra. Vậy hãy kết nối. Nó là gì? Cho mình biết đi. Bây giờ hãy tự mình chứng kiến. Mèo con dễ thương. Mình chỉ muốn cho những con vật vô gia cư ăn mà thôi. Bây giờ chúng ta đã hiểu. Anh nên nhờ sự giúp đỡ. Nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành. Đã đến lúc phải vượt qua rồi. Nhiều kẹo quá. Thu thập marshmallow nào. Kẹo nóng nhỏ giọt xuống búa. Trông giống như sương giá. Ngon quá. Làm móng tay đã sẵn sàng. Hãy mượn ít sơn móng tay trong nha. Chiếc búa lấp lánh được trang trí bằng những hạt cầu vồng nè. Ralph tức giận. Tại sao kẹo của chúng ta cứ biến thành rau vậy nè? Kẹo ở đâu? Có vẻ chúng ta đã đến đúng giờ. Ralph, cậu có ổn không? Rất vui được gặp cậu nha. Mọi thứ đã thay đổi. Mình cần ăn gì đó. Marshmallow, đến với tôi. Hãy cẩn thận, đó là một quả ớt. Quá muộn rồi. Mình bùng cháy rồi. Bình tĩnh, mình có thể giúp. Nó nhẹ nhưng ngon. Đập rau củ đi. Một đống kẹo dẻo. Wow, nó được rồi. Để ăn mừng, Ralph đã biến tất cả các loại rau thành đồ ngọt. Cảm ơn, thế giới chúng ta đã được cứu rồi. Rất vui được giúp đỡ, tạm biệt. Một cánh cửa xuất hiện trong sân của Kashita. Hai chị em cùng nhau đi qua. Isabella, Mirabelle, chúng ta trở lại cùng nhau. Các cô gái sẽ cần nhiều thời gian để bắt kịp. Chào, cậu giỏi lắm. Sự cân bằng của vũ trụ đã được khôi phục rồi. Vâng, chúng ta là một đội tuyệt vời. Mẹ Gothel mang cho chúng ta ít giấy. Phép thuật của bà khiến cuộn giấy trở nên khổng lồ. Tách. Và tháp đã có đài quan sát nè. Đây là cánh cửa. Mô phỏng gạch. Mình nên thêm gì đây?
Đúng rồi, suýt quên mấy nhà rồi. Mẹ Gothel đã làm rất tốt. Tòa tháp được dây leo bao phủ. Tòa tháp trông giống gì đó trong cổ tích ấy. Chú chim đến bậu cửa sổ để gặp cô bạn thân. Ồ, mình muốn khám phá. Mình sẽ lên cao hơn. Chân ở đây, bước lên đây. Yeah, được rồi. Mẹ Gothel về sớm và bắt quả tang Rapunzel. Này Rapunzel, con đang làm gì thế? Hả? Ủa, con chỉ muốn nhìn thấy mặt trời mọc. Ngốc à, mặt trời mọc vào buổi sáng cơ. Mẹ Gothel luôn thấy những trò của Rapunzel thật dễ thương. Cùng quay về tháp thôi nào. LOL Lil Sister đang biến thành Rapunzel. Hãy cho cô ấy bộ đồ màu hoa cà nha. Làm sao mà cô ấy có bộ tóc dài vậy? Đúng là phép thuật mà. Và đây là chú cắt kèo hoa Pascal, bạn thân của Rapunzel đó. Pascal đang thấy chán. Chơi nào hai bé, họ không thể tách rời. Họ luôn chơi đùa. Nhưng Rapunzel luôn tìm kiếm rắc rối. Trèo lên bàn, cẩn thận. Được rồi, mục tiêu đã gần kề. Bánh sườn bò sô-cô-la ngon thiệt. Con đói hả? Hãy uống sữa ấm nào. Như thế, tốt lắm. Con có thể ăn nhiều đồ ngọt khi con lớn lên. Sẽ cần những chi tiết này cho chiếc lục lạc di động. Trang trí một vòng dây với cây xanh và hoa nha. Treo hạt cườm trên dây câu. Giờ thì giấc ngủ sẽ ngọt ngào hơn. Gothel bế Rapunzel vào giường, nhưng bé quấy khóc. Ồ, đầu mình nổ tung mất. Cần phải nghĩ ra gì đó. Đúng rồi, mình mua lục lạc di động là có lý do. Mình sẽ dùng nó. Rapunzel bắt đầu nhìn chăm chăm. Những vật thể bay giúp cô chìm vào giấc ngủ và có giấc mơ ngọt ngào. Một búp bê LOL mới nghĩa là cô bé đang lớn lên. Tóc vàng hoe, đôi mắt xanh lục với chấm trắng và bộ đồ với màu yêu thích của cô. Chọn ri băng. Rapunzel nhảy vào trong hộp. Cái này chắc rồi, là một chiếc váy phòng nha. Thắt chiếc thắt lưng lấp lánh và thêm tay áo mỏng. Bà tiên đỡ đầu vẫy đôi cánh nè. Và Rapunzel đã có mái tóc tuyệt đẹp của mình. Yay, tóc mình thậm chí còn dài hơn. Yay. Mẹ Gothel rất yêu con gái của mình. Ở đây nha, mẹ phải đi ra ngoài một lát. Rapunzel không lãng phí thời gian. Cô bắt đầu lục lọi các ngăn kéo và cuối cùng tìm thấy thứ mình cần. Một chiếc chìa khóa nè. Ban công, mình đến đây. Bây giờ cô có thể dễ dàng đi xuống bằng tóc rồi. Mình rất thích nơi này. Cô nằm trên bãi cỏ, tận hưởng ánh nắng. Ở bên ngoài thật vui mà. Những sinh vật kỳ diệu đang nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Chú hổ thậm chí còn liếm tay Rapunzel. Công chúa đã kết bạn với tất cả các động vật. Rapunzel. À, ai đã bỏ trốn vậy? Về nhà nào. Ước, xong rồi. Rapunzel có sở thích mới. Vẽ. Cô vẽ những giấc mơ của mình trên giấy và sau đó tiếp tục trên các đồ đạc. Ồ, cô bé mình nuôi thật sáng tạo mà. Giỏi lắm. Làm sao để phát triển tài năng cho bé nhỉ? Làm giá vẽ. Chúng ta sẽ cần xiên gỗ làm chân và giá đỡ. Dán nó lên. Sáng tạo nào. Không nhìn trộm. Ngạc nhiên chưa? Wow, mẹ, cho con hả? Tuyệt quá. Wow. Cô lấy bút vẽ, ngồi trước giá vẽ và bắt đầu vẽ. Nghệ thuật trẻ tuổi đã vẽ một bức tranh của Pascal. Đẹp thật. Búp bê đang thay đổi diện mạo. Hôm nay cô sẽ biến thành Rapunzel tuổi tiên. Thật bất thường mà. Oh, không ai có mái tóc như vậy. Bây giờ hãy mặc áo phông trắng in hình tắc kè hoa nha. Mặc quần short. Nhưng quần yếm denim là lựa chọn tốt hơn. Đúng đó. Các bạn teen thích thử nghiệm. Cả Rapunzel cũng quyết định để tóc nhiều màu.
thêm vòng nhỏ vào bím tóc. Hợp thời trang ghê. Yes. Rapunzel nghĩ đến việc thay đổi diện mạo. Đầu tiên, mình sẽ nhuộm tóc màu sáng. Nóng lòng chờ kết quả quá. Wow, tuyệt. Wow, oui. Nhưng bộ váy này bây giờ nó không hợp nữa. Công chúa đang tự làm bộ quần áo mới. Chút nỗ lực và cô đã tạo ra bộ đồ denim đầy phong cách. Vui quá đi. Pascal, nhìn đẹp chưa nè? Ô mẹ, nhìn con đẹp chưa này? Wow, sặc sỡ quá. Giờ là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm. Mẹ nhớ mẹ cũng có mái tóc rực lửa khi ở tuổi của con. Làm tập tài liệu từ giấy có họa tiết. Băng dính nhiều màu được gặp lại. Cho nó vào trong nha. Giấy trắng cho vừa vào trong. Ống hút và băng keo thiết kế ghép lại để làm chiếc ống nhỏ cho búp bê nè. Rapunzel bị nhiều thứ dính vào. Cắt tâm. Mỗi que có một màu riêng. Bút chì màu đã sẵn sàng. Bộ dụng cụ văn phòng phẩm này sẽ giúp cô vẽ. Rapunzel đang tham gia khóa học online cho các công chúa. Học online thật chán mà. Thay vì tập trung vào lớp học, cô quyết định chơi đùa. Công chúa lăn lộn trên ghế, nhảy xung quanh phòng và làm tóc với lông mày bị dính băng keo. Bạn học của cô cười về những trò nghịch ngợm của cô. Rồi cô quay lại việc vẽ vời. Một thế giới cổ tích xuất hiện trên giấy. Chúng ta cần nhiều bìa cứng hơn. Cắt các dải giấy xốp và quấn quanh nha. Tách, tách. Sơn cắt hộp và một vị thuốc màu hồng. Đây là bảng make up thật đó nha. Được chia thành nhiều ngăn. Có rất nhiều màu. Một tấm gương lấp lánh ở nửa trên. Chiếc cọ nhỏ biến thành mascara. Rồi ta có một cây son handmade sáng màu. Bộ make up là món quà hoàn hảo cho một bạn teen. Gothel lắng nghe lời khuyên của Lalilu và quyết định làm gì đó tốt cho công chúa. Rapunzel, đây là của con nè. Wow, mẹ, mẹ tuyệt thật. Một bộ make up. Wow. Được rồi, con sẽ đi make up nha. Rapunzel ngồi trước bàn make up và bắt đầu tô son. Đánh phấn mắt và chuốt mi. Lớp make up đầu trông hơi đậm. Nhìn thấy các thử nghiệm của Rapunzel, Gothel sốc. Con yêu, để mẹ chỉ cho con cách make up nha. Mẹ tẩy trang sạch sẽ và giúp Rapunzel trang điểm lại. Thật là một cô gái xinh đẹp. Wow, tốt hơn nhiều rồi. Yay! Làm hai chiếc vòng mảnh từ dây kim loại. Tách, chúng dính liền. Một bức vẽ mặt trời rực rỡ xuất hiện trên giấy. Quấn nó xung quanh khung. Nhìn kìa, có nhiều thật đó. Flynn Rider đến bờ sông trong bóng đêm. Em đâu rồi, người yêu dấu? Anh yêu, em ở đây. Hello. Anh đưa tay cho công chúa. Cô nhảy vào bên trong chiếc thuyền và cặp đôi tiếp tục đi dọc theo dòng nước. Nhân tiện, anh đã chuẩn bị một món quà. Hãy nhận nha. Ủa, là đèn lồng. Thật lãng mạn. Họ nắm tay nhau và thả nó lên trời. Khoan, gì vậy? Hàng trăm chiếc đèn lồng bay lên bầu trời. Cặp đôi hạnh phúc chỉ đứng đó, tận hưởng điều kỳ diệu. Một tờ giấy với hình in tách thành nhiều tờ nhỏ. Dán chúng lại. Dán các tấm lại với nhau và cho vào trong tấm bìa. Bìa được trang trí với hình chân dung của Rapunzel trong khung kim loại. Và cuốn album có nhiều ảnh đặc biệt nè. Một lần, khi Rapunzel vẫn còn là thiếu niên, cô tìm thấy quầy chụp ảnh. Mình cũng muốn chụp một tấm nữa. Nhiều năm sau, Rapunzel già tìm thấy quầy chụp ảnh đó. Và bây giờ bà đã có những bức ảnh hợp với những bức hình khi còn trẻ. Sau khi về nhà, Rapunzel đặt những bức ảnh vào trong album, bên cạnh những bức ảnh thời trẻ. Những bức ảnh thật đẹp mà. À, những ngày xưa ấy. Hãy chọn vật liệu. Một nửa hình cầu dùng được đó. Các
bỏ phần thừa đi. Hình dáng hoàn hảo. Dùng vỏ để làm phần bồn. Bây giờ cần vành bồn cầu nữa. Trắng tuyết. Chúng ta nên chọn màu gì? Nặng đất sét. Tạo viền. Xong phần chân rồi. Một mảnh vải bông. Hãy đặt thanh uốn lông xuyên qua nha. Làm phần miệng nào. Mắt. Màu sắc tuyệt vời. Vẽ lông mi. Một chú rùa ngộ nghĩnh. Hình tròn giấy xốp này sẽ thành vỏ sò đấy. Cắt bỏ một phần vỉ thuốc. Món ăn đặc sản. Rùa Gotago bắt trước lũ trẻ. Hãy xem món đồ chơi nha. Đến phòng tắm nào. À, lại có núi tả nữa. Thêm một cái nữa. Con yêu, đến lúc tập cho con ngồi bô rồi. Mẹ sẽ giúp nha. Rapunzel cho con gái ngồi trên bồn cầu. Đây, thử đi. À, con không muốn. Chán ghê. Cô bỏ chạy. Bé à, con cần phải độc lập hơn một chút. Chúng ta nên làm gì? Bé không thích cái bô của mình. Trốn tìm nào. Mình có ý này. Alo, vâng, đồ chơi Gotago giao hàng tận nơi. Người giao hàng đến rồi. Gói hàng của cô đây. Cảm ơn, tạm biệt. Bye. Thật dễ thương. Con nhìn nè. Wow, con thích chú rùa này. Em bé bắt đầu bắt chước đồ chơi. Bây giờ mẹ sẽ cho bé cưng này ăn. Chúc ngon miệng nha. Bây giờ rùa đang hát một bài hát. May là đồ chơi của chúng ta ngồi trên bô. Đã thành công rồi. Con nhìn rùa này. Thấy chưa, bạn ấy không sợ cái bô. Bây giờ con thích ngồi bô. Em bé của chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì khi dùng bô nữa.